Hello, hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lái con máy xúc Doosan DX140, nhầm lại bỏ DX55 luôn. Trước vừa làm con 55 quen mồm quá. Lái con bánh lốp 140 đời 2007 đang đi sang mặt bằng ở công trình thác bản 3 của Trung Hà, Chiêm Hóa, Tuyên Quang đây các bác nhá. Khi nào mà anh em lên thấy lên thác bản 3 ấy mà thấy có cái đồi đâu thật nào kia, nó có một cái đồi thông này, kia có cái đồi thông, cái đồi gọi là cây dương sỉ, mấy hòn đá to to ấy kìa, chỗ góc kia mới là cái hàng này, là cái mặt bằng này là mình san các bác nhá. Còn đây cái nhà điều hành chính, đây cái nhà sàn điều hành chính ở đây mới ở bên kia đó. Thì sau này anh em mà lên đây chơi mà thấy cái công viên chỗ này thì anh em nhớ ghé qua nhá. Toàn bộ những cái này hiện tại đang được làm mới và cải tạo lại hết các bác nhá. Ở dưới này ấy, còn ở phía bên trên thác kia ấy thì là người ta không biết là người ta đã xử lý ở phần trên đó chưa, nhưng mà máy của mình là chỉ có làm ở phần dưới này thôi. Đó. Múc đất về xong bắt đầu là san mặt bằng rồi thì là đắp đồi, đắp tiểu cảnh cho các cô ấy, dòng cái cây dương sỉ rồi dòng cây cây thông, có cả cái thông con đấy các bác, cái thông bé bé người ta gọi là đồi thông ấy, rất là đẹp luôn. Hôm nào lúc nào mà có thời gian thì mình sẽ xuống mình quay cho anh em xem khu du lịch thác bản 3. Đây ở đây có những cái cô công nhân, cô ấy đang đi tưới những cái cây. Hôm qua là mình có đào mấy cái hố để cho các cô ấy dòng cái cây dương sỉ. Còn mấy cái cây này thì lúc trước là có một con máy 55 này nó về đây để nó san đấy các bác, nó làm ở trong này luôn, là nó san cho công trình này rồi. Nhưng mà hôm nay do là hôm trước hết việc cái máy này đi ra ngoài phải đi làm chỗ khác, hay là tiện máy mình ở gần đây thì mình lại về đây để mình làm hoàn thiện luôn cho công trình này. Nói chung là những cái công trình này thì nó sẽ rất là nhiều thời gian. Một con máy có khi nó ở đây mấy tháng rồi thì nó mới làm, nó mới xong được các bác ạ. Chính vì vậy là mình cứ làm dần dần từng hạng mục, từng công trình. Tất cả những cây xanh ở đây thì đều được giữ lại các bác nhé. Đấy, đây chỉ là cái cây xoan bình thường thôi, nhưng mà người ta cũng giữ lại luôn, người ta không đi lấy cái cây khác về người ta thay đâu, người ta lấy luôn cây xoan này luôn đấy anh em ạ. Đấy, đằng trên này thì lúc nãy mình có làm một cái video ở kênh máy xúc Việt Nam Vlog ấy, ở cái đằng đầu trên này rồi. Anh em nào quan tâm thì các bác có thể là sang kênh đó. Mình thì mình có cả hai kênh làm đều liên quan đến máy xúc, nói chung là của một công trình thôi. Ngày trước thì là mình muốn là làm một kênh nâng cao, một kênh làm về những cái điều cơ bản anh em mà đi là lái máy xúc anh em sẽ học được ấy. Như cái này ngày trước mình làm để đáp ứng nhu cầu đó, nhưng mà do là công việc cũng như là các cái điều kiện mình cũng chưa thể là làm chuyên sâu được. Định làm cái kênh này là giới thiệu những cái mẹo vặt, những cái cách làm cho anh em, nhưng mà loanh quanh thì này đến lúc mình làm mình nói thì nó lại không được tốt cho lắm, cho nên là mình chưa làm được về cái phần hướng dẫn cách làm cũng như là cái cách để mà anh em bắt đầu bước vào nghề ấy. Tất nhiên là cả hai kênh của mình thì vẫn đều nói về máy xúc hết, vẫn nói về là làm như thế nào rồi thì ấy, nhưng mà hiểu nó cũng chưa được chi tiết lắm các bác. Nếu mà để nói chi tiết hơn thì mình vẫn có muốn là làm một cái những cái video mà bắt đầu đến mặt bằng này, bắt đầu là xong là nhìn xem là mặt bằng này mình làm như thế nào rồi thì là mình cái này là mình muốn làm cho nó chuẩn để cho sau này các bác ấy xếp ấy cỏ, các bác ấy sẽ nó cái cỏ nó sẽ chuẩn hơn các bác nhá, nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì công trình này người ta yêu cầu kỹ thuật chứ người ta không yêu cầu là phải nhanh phải gọn cái gì. Tất nhiên là mình làm thì nó càng nhanh càng tốt thôi, chủ thuê người ta càng sướng thôi, nhưng mà mình làm là sao nó cũng vừa đạt yêu cầu mà cũng không chậm quá, không nhanh quá. Nhanh quá thì thực ra không nhanh được đâu, bởi vì là
khi là chỉ cần một vài vết lồi lõm mà nhìn là thấy ngay. Đây là nó cứ dốc ra ngoài các bác nhé. Do là cái đất này nó có những cái hòn đá ấy, cho nên là mình làm có những chỗ để nó không được mịn cho lắm đâu. Bây giờ mình sẽ bắn máy vào cái mép bên này. Nhưng do cái đá này ấy, cái bờ đá này ấy, là bờ đá người ta đắp thôi chứ không phải là bờ đá xây, cho nên là mình sẽ không đi ra mép. Đi ra mép nó sẽ lở đi mất. Đó, cái này người ta chỉ xếp vào thôi. Người ta bê thủ công từng hòn đá, người ta xếp vào vuông góc rồi thì là cho nó đẹp thôi, chứ không phải là xây như kiểu bờ kè đâu. Thực ra nếu mà xếp như thế này thì nó vẫn đảm bảo thôi, nhưng mà nó sẽ tốn công hơn. Như xây kia thì nó còn có một tí cái vỡ để nó liên kết ấy. Đất nó mỏng thôi, không phải là dày. Nó chỉ rơi vào khoảng độ 10 phân so với cái mặt cốt lúc trước người ta để cái mặt bằng để người ta xếp đá. Nó có rất là nhiều cái đá vụn ở đó, cho nên là mình phải lấp cái đá vụn nó đi để cho sau này người ta đỡ phải nhặt bằng thủ công, nhặt bằng tay. Bởi vì sau này làm cái đồi để đi bộ thì nếu mà nó có đá con ở đấy thì cỏ kia nó cũng sẽ rất là khó sống và nó cũng sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Anh em cứ lấy từ cốt vào. Cốt ở ngoài này thì cứ cho nó dốc ra cái cốt này thôi. Chỗ này đi. Rồi một tí nữa là đất nó về cái chân của mình là ra đến chỗ này là nó hết là vừa. Nó sẽ dốc ra đây để cho người ta đi lại ở cái chỗ này. Muốn cho nó nắn nót một tí. Chung là có thời gian thì anh em sẽ làm được tất cả mọi việc nó đều đẹp đẽ đó. Nhưng mình chỉ sợ không có thời gian mà làm thôi. Chưa làm đã kêu ấy thì không làm muốn đẹp thì không được đâu. Còn cho thời gian mà không làm được thì lúc đó mới là lỗi của anh em. Cho thời gian mà không làm được thì đó lại thành quá là kém cỏi. Đây thì mình cũng muốn cho nó mịn mịn một chút.
nhìn nó vừa đẹp mắt mà công trình sau này người ta cũng không phải sửa lại nhiều, không phải sửa tay rồi không phải lấy nhiều. Đó, anh em thấy cái mặt bằng nó đã cong cong vuông vuông mu mu chưa? Đây sẽ là cái đường vào của nó đấy. Nói chung là người ta không thiết kế bằng phẳng tuyệt đối hết các nhá, người ta sẽ thiết kế dạng như kiểu cái đồi ấy. Rồi tới này mà đi nhận được máy lốp thì chia sẻ với anh em được nhiều cái công trình về máy lốp hơn. Máy to thì nó nhiều anh em gọi là thích cái máy to hơn, nhưng mà cái máy bé thực ra máy nào nó cũng có cái đặc điểm tốt của nó, xấu của nó. Máy bé thì nó không, chẳng qua nó không làm được khối lượng lớn thôi, nhưng còn máy bé nó mới là kỹ thuật, nó mới là khó khăn đấy, nó mới làm, nó mới mới là yêu cầu kỹ thuật cao đấy. Không phải máy bé ai cũng lại lên làm được đâu, các bác làm máy to được nhưng mà chưa chắc làm máy bé nó đã cảm thấy thoải mái, cảm thấy sướng đâu. Nhưng em thì em chơi hết, loại nào em chơi, em đi từ con máy nát đi làm từ cái công trình khó đi lên, cho nên em không ngại cái gì cả. Đó. Thôi cái video này của em khá là dài rồi, em xin kết thúc cái video đây các bác nhá, hẹn gặp lại anh em ở những video sau đó. Công trình của mình thì như này đã ok rồi. Đấy. Anh em thấy chưa, toàn bộ mặt bằng. Thôi mình xin kết thúc cái video đây nhá.